Nhà văn Nguyễn Công Hoàn sinh năm 1903 mất năm 1977 có viết truyện ngắn Anh Sầm từ năm 1936. Qua đó chúng ta thấy ông miêu tả chính xác hình ảnh người làm nghề hát sầm như sau. Mưa như rây bột như trăng lưới, phố xá lờ mờ trắng ra. xung quanh ngọn lửa điện đấm lệ, dây nước loáng sáng thành một quầy vàng tròn, đường bóng nhoáng như mặt hồ lặng sóng, chiếu lộn những vệt ánh đèn dài gió giật từng hồi lá vàng chút xuống mặt đường lan theo nhau rào rào hơi lạnh thấm bút vào tận xương cây và cột đèn rú lên nhưng một giọng hát ào não xen lẫn vào tiếng gió hội chùa thầy anh em đi còn đương lúc đua chen hễ nhanh chân thì tới chữ ươn hèn thì ì xa dưới mái hàng nước đầu ngã ba một anh sầm đương lắc lư nghêu cổ lên mà hát anh ngồi trên một manh chiếu trước cái thao sắt tây thùng một đùi ngất lên mặt bàn tay nắm cần, tay bật dây, anh uốn cung đàn trầm bồng theo tiếng hát khàn khàn. Cái mũ giả, trơn từ đỉnh đến rỉa, mềm ngoặt theo khuôn đầu, che cho anh khỏi lạnh gáy. Nhưng cái áo tây vàng rộng thùng thình không giữ nổi hơi rát cắt ra, mặt anh xám lại. Hát hết bài sẩm chợ anh xoay ra cải lương, anh ngâm. Hai năm mới rõ là mười, thế mà hai sáu, tôi thời mười hai. Mà chứ tôi cảm tạ các ngài, điệu hành vân bắt đầu anh ngửa đầu rúm gân mặt há mồm ra mà hát tiếng đàn tưng tưng hỏa theo lúc khoan lúc nhặt nào các ông các bà cho nhà cháu kiếm bữa anh sẩm trong chuyện ngắn này cứ hát và trời cứ mưa gió cuối cùng và khi đã hiến tất cả các bài hát anh thuộc anh ngồi im lặng để chờ và để nghe sau hết sờ tay vào lòng thau không để vét rồi anh run cầm cập xếp thau ôn đàn quấn chiếu cầm gậy đứng dậy thong thả lẩn lối đi quả là náo nùng và đáng thương cho những người hành nghề hát sẩm sẩm nghĩa là mù lòa tên nghề cũng từ đây mà ra do bản thân mù lòa tàn tật họ bước vào nghề này đem tiếng hát khơi động lòng thương cảm của thiên hạ để kiếm sống qua ngày ông tổ của nghề này là ai tương truyền Vua Trần Thánh Tôn có hai người con trai là Trần Quốc Toán và Trần Quốc Đĩnh. Toán học dốt, lời biếng, hung bạo, lêu lỏng. Đĩnh thông minh, chăm chỉ, đàn hay, hát giỏi và được mọi người yêu mến. Thấy em được nhiều người nể vì nên Toán sinh lòng ghen ghét và tìm cách ám hại Đĩnh. Một ngày kia, hai anh em rủ nhau vào rừng săn bắn. Tình cờ Đĩnh nhặt được viên ngọc quý. Lòng tham nổi lên, Toán lừa em vào rừng, rút dao chọc mù mắt, đoạt lấy viên ngọc rồi bỏ em giữa rừng và về tâu bi bua cha là em đã bị hổ ăn thịt. Đã thế, hắn còn dâng ngọc quý và tự nhận mình là người tìm thấy. Còn đĩnh, đang khi bị ngất thì may mắn gặp được những tiểu phu đốn củi, họ đem đĩnh về làng thuốc thang. Sau khi lành bệnh, biết rõ tâm địa của anh mình và hai mắt đã mù lòa nên đĩnh không quay trở về cung nữa. Từ đó chàng hoàng tử mù kiếm khúc xong đoạt cước chế ra cây đàn xong sau này thành đàn sầm và soạn những khúc hát ca ngợi cuộc sống và trình bày nỗi niềm của mình. Những bài hát này được lan truyền mà ai nghe cũng thích. Một ngày kia, nhà vua đang ngồi thương tiếc con mình thì chợt nghe tiếng đàn vọng đến, vua sao xuyến, ngài cho lính dẫn người đó vào chầu vua. Đĩnh vào chiều, gặp lại cha và kể lại đầu đuôi câu chuyện, ngài khóc nức nở khi nhận ra con mình, đùng đùng nổi giận, ngài truyền lệnh bắt toán đem đi chém nhưng vốn là người nhân tử nên đĩnh đã xin vua cha tha tội chết cho anh mình vua đồng ý và giáng toán xuống làm thứ dân đuổi khỏi kinh kỳ toán không chịu tu tâm sửa tính nên trở thành kẻ lưu manh trộm cắp bị người đời khinh rẻ phỉ nhổ còn đĩnh nhờ mài ngọc lấy nước rửa mặt mà sau này mắt trở nên sáng như xưa sau khi mắt sáng lại một vị tiên trên trời là lý tĩnh đã xuống trần gian lấy lại cây đàn xăng về sau trong dân gian có một phụ nữ hiếu thảo với mẹ chồng là thị phượng nàng mắc mắt dân thần để làm thuốc chữa bệnh cho mẹ chồng cảm động trước tấm lòng cao cả này trời mới sai lý tĩnh biến chế cây đàn song ấy thành đàn có hòm gỗ dây cước giống như đàn sẩm ngày nay đem xuống cho nàng để nàng đàn hát kiếm ăn nuôi mẹ chiếc đàn có hòm gỗ đó truyền tụng đến ngày nay từ đó những người làm nghề hát sẩm đã tôn trần quốc đính làm tổ của nghề mình truyền thuyết này nếu tước bỏ đi những yếu tố huyền hoặc thì chúng ta thấy lòng tự hào của nghệ nhân đối với nghề nghiệp của mình dù mù loà là dân cùng đinh mặt hàng trong xã hội sống bằng sự thương hại của người khác nhưng tổ của nghề lại là con vua do ở hiền nên gặp lành có gốc gác cao sang quý tộc Rõ ràng với sự tích này, những người hát sầm khuyến khích lẫn nhau lòng yêu nghề, bảo vệ nhân nghĩa cho dù nghề nghiệp của mình bị xã hội đương thời rẻ rúng và họ là người tự đặt ra truyền thuyết về ông Tổ để chứng tỏ mình thuộc tầng lớp có gốc các cao sang, chứ không phải hạng cú bơ cú bất, đầu trộm đuôi cướp mà những người khác hiểu lầm khinh thường. Thực ra, vua Trần Thánh Tông, sinh năm 1258, mất năm 1278, không có hai người con trai tên là Trần Quốc Toán và Trần Quốc Đĩnh như truyền thuyết đã nêu. Chỉ có ba con là Thụy Thiên Công Chúa, Trần Khâm, tức vua Trần Nhân Tông và Trần Đức Việt. Trước năm 1945, những người hát sẩm đã tổ chức thành từng làng, từng hội, đứng đầu là các bô, bô nhất là 70 tuổi trở lên. Sau đó là bô nhì, bô ba là những người cũng đã sấp xỉ tuổi 60. Các bô không hát xong, họ chỉ hát chúc, hát thờ và dạy nghề cho đàn em. Điều hành trực tiếp trong làng, hội là các trưởng, gồm trưởng nhất, trưởng nhì, trưởng ba là những người hát ngọt đàn hay, có đạo đức. Chức trưởng chỉ dành cho đàn ông, chứ phụ nữ không được bầu mỗi làng sầm hội sầm đều có khu đất riêng để làm trụ sở chẳng hạn làng sầm hà nội đóng trụ sở ở bãi thuốc lá yên phụ làng sầm hải phòng đặt trụ sở ở đầu xóm cầu đất làng sầm nam định đặt trụ sở ở làng gòn gần cổng hậu lễ tổ được tổ chức hai lần trong một năm vào hạ tuần tháng hai và hạ tuần tháng tám âm lịch như ở hà nội bắt đầu từ ngày hai mươi hai hải phòng vào ngày hai mươi năm nam định vào ngày hai mươi chín lễ tổ diễn ra trong ba ngày Ngày thứ nhất, thứ hai dành cho việc chuẩn bị lễ nghi, sửa soạn bàn thờ tổ, rồi tấu nhạc, hát lại những điệu sẩm khi hành nghề. Ngày thứ ba là ngày chính lễ, buổi sáng sướng tế bài vị, mọi người đều phù phục trước bàn thờ tổ, trưởng nhất hoặc bô nhất đọc văn khấn một cách long trọng kính cẩn. Xuân Thu nhị kỳ nhớ đến thường niên dấu tổ, hôm nay ngày, tôi tên, bàn hội trung ca tỉnh, cùng nam nữ già trẻ trong làng hội tất cả là lòng thành kính cẩn dâng nhang hoa nải quả khấn nguyện thánh sư tiền bối trần về lại làm chứng giám phù hộ cho bà con mạnh chân khỏe tay làm ăn ngày thêm khấm khá khấn xong mọi người theo thứ tự từ bô trưởng đến bà con vào lễ vợ con ngoài nghề không được vào lễ bàn thờ tổ những người hát sầm ở nơi khác đến gặp dịp này thì họ cũng phải dự lễ gọi là đi hành hương mang theo trục vàng ba thẻ hương mang quả cau một cút rượu và cũng được hưởng mọi quyền lợi như sầm sở tại tương tự như ta đã biết nhưng tài liệu của nhà nghiên cứu trần việt ngữ hát sầm nhà xuất bản âm nhạc 2002 nghìn miêu tả khá chi tiết xin trích dẫn lại hầu bạn đọc Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, ở những tụ điểm dân cư đông đảo, người ta thường gặp từng tốp nhỏ, chồng sầm theo vợ hoặc con dắt đi hát kiếm ăn, sầm cua quạng kẹp nách cây đàn, bầu nhị hoặc hồ, tay cầm khẩu trống mảnh, vợ sầm cắp chiếc chiếu nát, dắt nâng đôi xanh cặp kè, tay cầm chiếc chậu thao bẹp, tay nắm đầu gậy dẫn chồng đi. Ban ngày họ lang thang tìm chỗ kiếm sống, khuya đến lại lần về cội cây, quán lều bỏ trống ngả lưng. Sầm thường làm nghề cạnh những quán nước, cổng chợ, các bến tàu xe, các chuyến đò giang, đò dọc, đặc biệt là những dịp hội hè đình đám nơi thôn xóm. Chọn được địa điểm ưng ý, sầm trải chiếu, dạo nhạc, hát vài câu động khách, chừng người đến đã đông đông, sầm ươm hỏi khách thích nghe câu nào, điệu nào để đàn hát trúng ý thích của khách. Qua vài bài hát thử vui có buồn có, sầm nhắc khéo khách thưởng giam ba su khuyến khích nhà nghề. Hát dăm bảy bài mà vẫn chưa nghe tiếng tiền thưởng ném vào chậu Xem chừng khó khăn, sầm lặng lẽ cuốn chiếu Bảo vợ con dắt đến nơi khác Đôi khi gặp người cao hứng muốn nhờ sẩm hát để tỏ tình bóng gió với ai kia Hoặc có đám thanh niên kéo nhau ra dốc đê gốc đa Đòi sẩm hát cho nghe những câu trao duyên hò hẹn Thì sẩm liền hào hứng đáp ứng Tạo thành đám hát vui vẻ nhộn nhạo Gặp làng kéo hội mà có vài ba tốt sẩm đến cùng thì chỉ thoáng chốc họ đã kết hợp thành một đám dôn giả, đủ cả nhị bầu hồ trống mảnh, cặp kè, có giọng nam rẻ, giọng nữ, giọng trẻ con hát đồng thanh, nảnh lót nghe dễ thương. Sầm sống cực khổ rách dưới, hằng ngày theo vợ con dắt đi đàn hát giúp vui mọi người kiếm miếng. Tuy bản thân bị tàn tật, song nhờ có chút năng khiếu nghệ thuật, sầm không cam phận ăn mày bố thí, mà cố đem tài riêng làm vui mọi người đổi lấy lưng cơm. Ban đầu có thể sầm chỉ cốt lấy ăn sống qua ngày, sau thấy được nhiều người trân trọng ưa thích, cảm thương cảnh ngộ giúp đỡ thật tình, sầm dần tự hào về tài mình, về công việc mình làm và càng chú ý cho rồi nghề nghiệp, tạo nên số ngón riêng, nét riêng ngày mỗi đậm đà. Sầm hành nghề theo sinh hoạt thời vụ của đồng bào ở xã hội nông nghiệp. Ba tháng xuân, sầm đi hát chúc các gia đình khá giả hoặc theo các đám hội làng. Tháng 5, tháng 10 gặt hái, sầm ni hát trên các trạng nghỉ, bến đỏ, bến xe, cổng chợ. Tháng 1, tháng chạp, sầm đi theo các đò dọc bè xuôi trên tàu xe đường dài. Ở một số tỉnh phía Bắc, nghệ nhân tập hợp tổ chức nhau thành làng sầm, hội sầm theo đơn vị tỉnh thành. Đứng đầu làng, hội có các bô, phân gia bô nhất trên 70 tuổi, bô nhì trên 62 tuổi và bô ba trên 56 tuổi trực tiếp điều hành công việc của làng hội là trưởng nhất trông coi mọi việc chung có trưởng nhì trưởng ba giúp đỡ đôn đốc các tốp nhỏ một thời sầm hà nội rồi hải phòng đặt thêm lệ mua trưởng danh vị bô phải có tuổi đời với trình độ nghề nghiệp và đạo đức nhất định nhưng lên chức trưởng thường gọi là chùm thì phải do làng hội bầu hai năm một lần và dịp dỗ tổ do các tốp đề cử cũng đôi khi có nghệ nhân tự xin ứng cử tiêu chuẩn đòi ở người trưởng là trình độ đàn ngọt hát chín làm ăn đứng đắn đạo đức giao tiếp tốt do phải giao thiệp với các quan đám nhiều nơi cũng có phần do tư tưởng phong kiến hẹp hòi nhiều nữ nghệ nhân giỏi nghề được bà con nể vì mến chuộng mà vẫn không được làng hội bầu làm trưởng nhất như bà trùm nhớn ở nam định đàn hát sắc sảo là thế mà chỉ được bầu là trưởng ba Nữ sởm hai thìn ở Sơn Tây tuy cả làng tín nhiệm cũng chỉ dám nhận chức trưởng nhì và nhường nhiệm vụ trưởng nhất cho một nam nhân ít người tin cậy hơn. Trưởng bầu hai năm một lần và kỳ rốt tổ đầu năm, hết hạn không được bầu lại thì về làm trưởng cựu. Do quan niệm để đàn em tập làm cho quen việc, do làm trưởng phải quán xuyến nhiều việc của làng hội mà có về làm trưởng cựu vẫn được ưu tiên khi phân nơi hành nghề, nên ít nghệ nhân muốn làm trưởng liền hai nhiệm kỳ. Vậy nhưng nghệ nhân nào cũng mong được bà con đề cử ra làm trưởng, vì đây vừa là chức vị cao nhất trong làng sẩm, hội sẩm, vừa là dịp mọi người trong nghề công nhận trình độ đàn hát và đạo đức của mình. Trưởng thường gọi là ông chùm, bà chùm có nhiệm vụ dàn xếp các cuộc tranh chấp làm ăn, chiêu khu hành nghề cho từng tốp trợ giúp kẻ ốm yếu bị tai nạn khi hành nghề, tổ chức họp làng vào các dịp Tết nhất, tổ chức đánh giá các cuộc hát thờ mỗi lần dỗ tổ, tổ chức dạy đàn hát cho các con em trong tốp, các trường được chu cấp theo mức cho phép đã thông qua hội làng. Làng sầm thường có khu đất riêng làm trụ sở, lấy chỗ họp thường kỳ, thông thường là chỗ bãi đất hoang, ông bà chùm vận động xin sỏ lý dịch sở tại lờ đi cho, rồi tập trung bà con các tốp dọn dẹp dựng lều làm nơi hội họp như hội sầm ở Hà Nội có trụ sở tại bãi thuốc lá Yên Phụ, hội sầm Mai Phong ở đầu xóm Cầu Đá, làng sầm Nam Định ở cuối đường gòn đầu phố Cổng Hậu, làng sầm Bắc Giang ở Thùng Đậu. Hàng năm xuân thu hai lần, bà con làng sầm, hội sầm lại tập trung làm lễ dỗ tổ vào hạ tuần tháng 2 và hạ tuần tháng 8 âm lịch. Hà Nội lấy ngày 22 tổ chức lễ hội kéo đám trong vùng quy định mà không phải do tục hèm nào của nghề sẩm chi phối, miễn sao đấy là mấy ngày rỗi rãi nắng giáo. Lễ dỗ tùy nơi, tùy lúc tiến hành trong 3 ngày hoặc 2 ngày, năm nào làm ăn khó khăn chỉ tổ chức một ngày, khi nào có điều kiện tổ chức quy mô đủ 3 ngày thì ngày đầu tiên gọi là túc ít, ban điều hành phân công cách tốt cả vợ con nhà sầm lo dựng dạp. Trang hoàng bàn thờ, sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị rượu chè hương hoa oản quả, chưa các tốp ăn cơm thường, tối đến đèn nhang để bô nhất hoặc trưởng nhất áo khăn chỉnh tề khấn vái thánh sư, có đông đảo nhà nghề và bà con dự bái cầu xin. Tiếp đó là hát thờ do số nghệ nhân làng nghề tấu nhạc và hát số bài ruột của tốp mình, có các bô, các trưởng và bà con ngồi nghe, bình phẩm học tập. Ngày thứ hai, gọi là thường yết thì làm lợn đổ xôi với lễ vật hương đèn đầy đủ, thắp sáng liên tục. Các bô, trưởng, nghệ nhân luân lưu và khấn vái. Tối đến các tốp lại sân sưu nhau tấu nhạc và hát thở. Ngày thứ ba gọi là chính yết, thì từ cuối giờ mão đầu giờ thìn có cuộc tế lễ long trọng. Toàn thể nghệ nhân và bà con ăn mặc sạch sẽ thúc trực ngồi nghiêm trước bàn thờ giữa, đặt bài linh trần thánh sư, có đỉnh trầm nghi ngút sông hương, hai bên đặt đôi đèn hạt thắp sáng đôi lậu hoa ngũ sắc cùng vật phẩm của làng của các tốp cả của các nhóm bên ngoài hành hương tạt qua có ý cho rằng vật phẩm càng nhiều càng chứng tỏ kết quả làm ăn của bà con càng làm vui lòng thánh sư do đó sẽ được thánh sư ban lộc đủ đầy bao hội chống cái đính đạt tế cao trời đất thánh thần xua đuổi tà ma ngỗ nghịch và nhắc mọi người yên vị chú tâm bộ nhất ăn vận trứng chặt có hai em nhỏ trợ giúp bước vào bắt theo tiếng nhạc hát cúng hương hoa có khi hát cúng thêm đăng trà quả thực tiếp đến trưởng nhất đan tay đưa cao ngang trán bước vào giữa chiếu hướng lên bàn thờ bái lại ba lần rồi thong thả xứng khấn bản văn nôm có chống nhạc điểm câu phụ họa văn khấn của làng sẩm hà nội do ông chủ nguyên đọc mấy năm nửa đầu thập niên năm mươi như sau Chúng đệ tử thuộc bản hội Trung Ca ở Hà Nội tâm thành khấn nguyện Trần Thánh Sư lấy mọn gọi là Kính thỉnh Thánh Sư, Lai Lâm chứng giám vụ hộ độ trì anh chị em và bà con trong làng hội bền chân dẻo tay, đàn ngọt hát chín, đến đâu làm ăn đều được các đám xóm bến bãi cảm thương, đón đỡ tận tình, để cháu con hành nghề xuân sẻ ngày một phấn phát hanh thông, cẩn cáo. Khấn xong chủ tế hóa văn quỳ lại ba lần, đoạn đứng dậy bước lùi về mé phải để đàn em lần lượt theo chức sắc và tuổi nghề bước lên khấn vái xin tổ phù hộ ban lộc. Khi hành lễ, nhạc cử theo các điệu chính thống của nghề, vừa cố ý tri ân thánh sư, vừa gây không khí bằng âm hưởng loại hình. Những kẻ sáng mắt như vợ con đi theo chồng, cha làm nghề không phải hành lễ, tuy sau đó vẫn có thể bái lễ khấn tổ tùy tâm. Buổi trưa, mọi người cùng hưởng cỗ làng, không phân biệt vợ con trong ngoài. Nghệ nhân nơi khác gặp ngày dỗ tổ, có trẻ cau, chai rượu và hương hoa trình làng cũng được chung vui với mọi người. Buổi chiều, làng họp dưới sự điều khiển của trưởng nhất để bà con sau khi nghe trưởng nhì báo cáo tình hình. Có nhận xét các việc trong làng thời gian qua, nêu lên những ưu điểm và những thiếu sót của ban điều hành góp ý giải quyết những vụ tranh giành điểm hát giữa các tốp nhà thậm chí các vụ xô xát của sẩm nhà với sẩm tỉnh ngoài hai lỗi bị coi là nặng nhất đối với nghề sẩm là tội thông gian giữa các tốp sẩm và tội ăn cắp chẳng kể giữa sẩm với nhau hoặc với dân xóm bên ngoài kẻ tái phạm có thể bị đuổi khỏi phạm vi hành nghề của làng buổi tối lễ tất có hát thờ song nhưng về giáo dục nội bộ Đêm này thường là do tôm của ông Trùm vừa được bầu đem ra phô tải có ý hầu thánh xin thánh ban lộc, xong cũng muốn khoe với bè bạn tài nghề của mình. Đôi khi có tốt xin được hát hầu thánh ngầm ý tự giới thiệu mức nghề với bà con, hy vọng năm sau ứng cử chức trưởng sẽ được mọi người chấp thuận. Nghệ nhân sầm rất coi trọng các cuộc hát thờ, không chỉ để nhà nghề tỏ lòng tri ân thánh sư, khoe tài chỗ ngón với bạn nghề, mà còn là dịp hiếm quý cho mọi người học tập lẫn nhau bài hát mới làn điệu mới ngón đàn mới từ đấy trình độ nghề nghiệp ngày một nâng cao nội dung đề cập ngày một mở rộng ngõ hầu đáp ứng kịp thời muốn thưởng thức của người nghe và xem về cơ cấu tổ chức và cung cách hành nghề các làng hội sẩm từ nghệ an thanh hóa trở ra đều cơ bản giống nhau chưa nghe nói sẩm ở huế họp thành làng tuy nghệ nhân cũng có những tốp kiếm ăn tự do Họ có làn bài hát mang điệu âm hưởng của cao Huế, họ Huế, gọi là sẩm Huế và điệu ba bậc gần giống với sẩm nhà trò. Họ thường hát sen cao Huế cùng các điệu dân ca trị thiên. Từ Quảng Nam trở vào, hay gặp những người mù lòa đi hát xong hát dạo với cây nhị, cập sinh, thường dùng các loại dân ca bản địa như kể về, hô thai, hát nhân ngãi có đôi người hát điệu hành khất mượn bên nhạc tuồng ở nam bộ những người mù lòa cũng đi hát rong lẻ tẻ dùng nói thơ nói lô tô ca vọng cổ ca nhạc tài tử cả lý họ với cây guitar cây nhị kèm theo bộ táng âm không thấy sẩm phía nam hát số điệu sẩm thông dụng truyền thống ở phía bắc cũng chưa nghe nói trong đó có làng sẩm hội sẩm thật vậy từ gốc khác trên hát sẩm đi dần vào nam mà hình thái nghệ thuật có biến đổi đến huế thì đều hát gần như sầm nhà trò nhưng mang nhiều hơi hướng của ca huế và lý vào đến quảng nam thì họ lại kiếm ăn bằng cây đàn nhị và hát những làn điệu dân ca vào đến nam trung bộ thì lại hát bài tròi kẻ về và khi vào đến nam bộ thì lại là nói thơ ca vọng cổ nói lô tô chứ không còn nói hát những điệu sầm thông dụng ở miền bắc nữa qua những thông tin như trên, ta thấy người hát sầm thủ trước rất có lòng tự trọng. Họ kiến ăn bằng sức lao động chân chính của mình, chứ không bằng sự thương hại của thiên hạ. Hơn nữa, trong thế kỷ 20, giới hát sầm vô tình đã đóng góp trong việc khởi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Bằng chứng là nhà doanh nghiệp Bạch Thái Bưởi khi khai thác tuyến đường sông ở Bắc Kỳ trong công cuộc cạnh tranh với Hoa Kiều và Pháp Kiều đã thuê giới hát sầm phục vụ ý đồ của mình. Họ được đưa lên tàu để hát những bài hát đã chọn lọc trước nhằm kêu gọi tinh thần. Người trong một nước phải thương nhau cùng. Hơn nữa, những người hoạt động chính trị cũng đã qua các người hát sầm để phổ biến những bài hát có nội dung yêu nước. Một trong những bài hát sầm phổ biến nhất trong thời gian nửa cuối thế kỷ 20 vẫn là bài Kiến Anh Khóa Xuống Tàu của thi sĩ Á Nam Trần Tuấn Khải. Có lẽ, ông là một thi sĩ mà cách đây không lâu các bài ca đã được nhiều người hát nhất ở Bắc Kỳ, hai bài anh khóa của ông không đâu là không biết nhất là trong xóm bình khang các đào nương lại thường hay hát lắm hai bài anh khóa phổ thông đến nỗi người ta đã lấy cả vào đĩa hát ở miệng những tay danh ca bậc nhất kế đến là các bài mong anh khóa thư gửi anh khóa cũng của nhà thơ trần tuấn khải hoặc những bài khuyết danh ca ngợi anh hùng dân tộc như triệu nữ vương đinh tiên hoàng bà ba cai vàng ông đội cấn về cụ đề thám vân vân thậm chí trong những ngày cách mạng tháng tám giới sẩm cũng đã góp phần tuyên truyền từ ngày việt minh ra đời quang ôn cũng cút nhặng ruồi sạch không cha bảo con vợ bảo chồng việt minh ngài tiễn thần trùng tài chưa ngày nay hát sẩm không còn hoạt động như trước đời sống xã hội thay đổi thì một số ngành nghề trước đây cũng thay đổi ở thế kỷ thứ 21, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu ở thôn phố Mỹ, xã Quảng Đức, Yên Mô, Ninh Bình là nhân chứng cuối cùng được tôn vinh là bà Hoàng Hát Sầm. Giọng ca của bà được lưu giữ trong hai đĩa CD sẩm trở Hồ Gươm Audio. Hát sầm của Việt âm nhạc, nhà bà Hà Thị Cầu có đến ba đời hát sầm. Một đời đánh phấn đeo hoa, một đời khổ ải cũng qua một đời. thuở nhỏ xíu, bà đã ngồi thúng, bố mẹ gánh đi hát sẩm năm mười một tuổi bố bà qua đời hai mẹ con tiếp tục đi hát tới yên mô tại đây năm mười sáu tuổi bà lấy ông mậu trùm phường sẩm yên mô làm chồng lúc đó ông mô đã bốn mươi chín tuổi và bà là vợ thứ mười tám thuở trước các cụ đã đúc kết người hát sẩm đắt vợ là bởi tham giàu lấy chú biện tuần tuy rằng bóng bẩy nợ nần chan chan thà rằng lấy chú sẩm xoan công nợ không có hát tràn cung mây còn bà cầu, bà bảo trong thời gian đi hát sẩm có những lần ông mậu đưa bà lên mường Quảng Cư Đông Bái là bỏ bùa bà. Chứ không làm gì có chuyện gái 16 tuổi lấy ông 49. Bác cháu, ăn cùng mâm, nhiều khả năng bùa được bỏ vào nước canh như câu tục ngữ, bùa yêu thuốc giấu không bằng mắm ngấu cha canh. Ông mậu tuy mù, mặt lại dỗ nhưng tay bầu nhị trống phách, rất mực đào hoa, Ông mất lúc bà mới 33 xuân Nhưng vì thương con nên không đi bước nữa Ngày 25 tháng 12 năm 2004 Khi bước vào lứa tuổi xưa nay hiếm 80 xuân Với thâm niên gần 70 năm hát sẩm Nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu chính thức được Hội Văn Nghệ Dân Gian Việt Nam trao bằng công nhận Nghệ Nhân Dân Gian cấp quốc gia nhân đây xin trích một bài sầm chợ nổi tiếng của thi sĩ tản đà cũng rất phổ biến tại miền bắc vào đầu thế kỷ 20, mà những nghệ nhân hát sầm từng ai hát hay hát bởi nó ít nhiều phản ánh được thân phận của người hát sầm thế kỷ trước ngoảnh trung lên anh đếch thấy có da gì ai rằng trăng sáng vẫn thấy tối gì có bóng đen đen hội chùa thầy còn đương lúc đua chen mau chân lên thời tới hễ ươn hèn thời xa anh tiếc cho con người bệnh trột bên lòa chèo non xuống dốc dễ ai mà giúp nhau cái phần ông trời cho khi tưởng đến mà đau trời chưa cho mở mắt biết mai sau ra thế nào bây giờ đất thấp mà trời cao